Dạ, mai về Hồng Tháp 86 mến chào tất cả cô chú anh chị gần xa trên cả nước nha. Cái mai vàng này rất là đẹp và cô chú anh chị, bộ đế nơm nó sổ dữ lắm luôn. Nữa em ghép hình cây phôi cho cô chú anh chị xem. Cây này đế nó bít bầu luôn cô chú anh chị, bằng tấm gối luôn. Em đưa lên hai tấm gối nha. Cây này em trồng lúc rồi mùa dịch Covid đó. Đây, 2 năm rồi. Thì đó dữ lắm rồi cô chú anh chị. Nó lên xù xù do me sao gì không biết luôn. Nổi cục xù vậy đó. Thì mới nhổ cỏ rồi cô chú anh chị nè. Đường cứng ngắc luôn nha. Quá trời cỏ lên nè. Rồi má cỏ người đâm sắp đế, cái này đế thiên nhiên cô chú anh chị. Đế em đào ngoài vườn lên đó, gửi nó đều ghen hết trơn luôn, nơm như nè, ra tới ngoài miếng ngói này nè, tại em đắp lên. Cái này đẹp lắm cô chú anh chị, gửi mỹ trên này nữa. Em vệ sinh cỏ em sửa lại, làm cái mô lại bư ra. Thời gian nắng quá nó không sung cây cô chú anh chị, nó hơi bị ngẳng thời gian nha. Giờ nó khỏe, nó sung lên nè. Nguyên bồn gói cô chú anh chị, hai tấm gói nha. Để nó dép rồi, đừng phanh trơn luôn. Thấy trời nó hơi xưa dưới đều lắm. Vệ sinh xong em làm lại quay clip khác nha. Rồi, tốt, đất tốt rồi cơ má rồi cô chú anh chị. Này quay nước dừa uống ha. Giá nhiệt mùa nắng là thầy luôn. Cơ má thấy tốt ghê không? Trong gian xem kênh cô chú anh chị nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha. Em cảm ơn nhiều. Ghép giáo cam mà giáo cam chốt qua bự rồi cô chú anh chị. Cao dữ lắm rồi cô chú anh chị, ở gần 3 tấc tới đây, đây xuống đây nữa 6-7 tấc, nó đập quẹo bằng cái miếng ngói luôn cô chú anh chị, bài ra nè, đều ghen luôn, đế đều ghen luôn. Đế em trồng trong vườn dừa, đất sét này ăn xuống thấy đẹp quá, cái lên mô luôn. Nếu em làm sạch cây này đẹp lắm cô chú anh chị, nơm xuống nữa. Nơi mà thiên nhiên ban tặng này cô chú anh chị, chứ không phải là mình sắp nha, không phải là mình tạo ấy. Mình trồng ngoài vườn dừa đất nó tốt, gửi đi xa mình bứng vô lên mô nữa. Quái cục này cô chú anh chị, nó xù nguyên cục này bự ra. Ngộ quá, xù. Nó xù do me. Già cây dữ lắm rồi, cây này ngoài vườn không mười mấy năm. Mười mấy năm ngoài vườn dừa. Em lên đây là lúc mà Covid em bứng vô là 2 năm nữa nè. Rồi, má này nấu canh cá lóc cũng ngon cậu chú anh chị. Đất nó tốt ghê luôn.
dọn vệ sinh o càng lại, cây này đẹp lắm. Đồng gian xem kênh cô chú anh chị nhớ đăng ký kênh ủng hộ em, cảm ơn rất nhiều. Đây có cây đổ 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 này cô chú anh chị. Giờ em vô dây được đổ giọng luôn ha. Này vô dây dừa đổ giọng luôn. Đổ ôm chậu luôn. Bến cây bay, bến cột trên trên cây bay. Thú rồi của anh chị, thú mini. Cái này này nó gà lá nó phát triển tốt của chú anh chị. Cái này chi cành nó đều do, không biết có nên cắt lại không. Chì cành đằng thông có điều cô chú anh chị bự rồi. Cắt lại ổn không á, mình cắt lại chê bên sai ha. Thì để đằng thông ha. Khéo dữ lắm luôn cô chú anh chị, nhỏ mà khéo à. Cái gan, cái gan cái lưng nó ẩn à. Giò cắn được, cái này em có chia sẻ rồi nè. Giò cắn được. Điệu nghệ không? Đó, hai chân trước nè. Cái này giống cái mỏ hả cô chú anh chị. Không, hai chân trước nè. Cái này cái mình nó ưỡng chân sau cô chú anh chị, cái đuôi ha. Để quay cho bà con coi. Nó cái đuôi nè, cái chân sau nè. Đó, cái mình nó ưỡng điệu nghệ cô chú anh chị. Thấy cưng ghê không? Đứng đó này như cái mỏ thấy không? Cái mỏ nè. Dễ cưng không? Nó tàn thông, nó chi cành đều gan vậy nè. Em định, cắt mà không biết làm sao. Cô chú anh chị trong thời gian xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ em cho ngày phát triển kênh, rồi chia sẻ cho những người cùng đam mê xem cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị nhiều lắm. Khéo quá, khéo cô chú anh chị. Đó. Cái này chừng 4 năm nữa bự bằng cổ tay cô chú anh chị. Cái này bằng cái giò cái. Rồi em kết thúc lại nha cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip nha. Cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ xin chào, hẹn cô chú anh chị clip sau ha. Xin chào tất cả.